Hello, chào mừng em đã quay trở lại channel mình nhé. Thì clip hôm nay mình sẽ làm một siêu đạo trích với khả năng gọi là ăn hai cái hòm thính trong khu vực boss cực kỳ nhanh luôn nha mọi người. Trước tiên thì anh em sẽ bay vào khu vực B2 này. Đây, các bạn vào đây và các bạn sẽ lấy thật nhanh hòm thính nhá. Đâu rồi, bên nào? Đây, bên này mọi người ơi. Đấy, chúng ta sẽ vào cái chỗ hòm đồ này, chúng ta sẽ ăn luôn. Nào, xuống gì đây? Tất nhiên là có cái ốp rồi, nhưng mà hòm này lại không có là Groza anh em ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi lên lại nhá. Bây giờ sẽ qua khu vực A2 này. À, bên trường học có người kìa. Có Tết mở cửa này. Ôi bạn ơi. Bạn đấm mình, bạn ở đèn thế nhỉ? Đúng cái lúc mình đang lại thì bạn lại ra ngoài như này là mất hết rồi bạn ơi. Rồi, firm luôn này. Ủa nãy mình nhìn khu vực rô dốc này, cái liêm ta đâu ra ông này vậy? Hay là ông này là bên trường học ta? Vậy là khả năng là đồng đội ông này là bên trường học ấy mọi người. Để mình vào khu này để mình qua bên chỗ C1 đi, mình lấy tiếp cái hòm thứ hai rồi sau đó mình lại quay lại. Tí nữa mình qua bên trường học mình tìm người sau nhá. Đây C1 bên này rồi, vậy là mình phải đợi hơn 1 phút đấy, hơi lâu. Ồ đây này, vâng thính này có gờ đồ ra. Ấy à, nào từ từ bạn ơi, bình tĩnh. Ồ, Mita có người luôn kìa, có lúc con xe vào kìa. À quên, khu này là Serbany chứ nhầm. Đây để mình leo lên mình chơi luôn nhá. Hai team hay sao ấy mọi người. Kiểu có con xe vào là team khác là bị mấy cái ông Serbany này bắn ra. Ui. Khi mà các bạn lưu ý nhá, để các bạn khỏi dễ bị cam ấy. Khi mà các bạn từ cái phòng này các bạn chui lên đấy, các bạn phải nhảy ra đường sau luôn để làm backup. Đây trước mặt mình này, nãy mình phải thấy có một tên chạy chạy vào này. Ở đây này, cái tiếng UAT này. Thế là bọn này một team hay sao nhỉ? Nó tìm xe nó lại đã đón nhau à? Mấy ông nội này lút ngay khu này mà không biết trong này có boss luôn, tếu thật sự. Ồ, đây rồi, đây rồi. Úi giời ơi. Này thì ngồi đợi à bạn ơi. Rồi, có thể nữa. Knock 3 luôn. Còn team này còn một nữa thôi. Đâu rồi? Ba ông lại ngồi đợi nhau à? Chắc là cái ông đang ngồi lái xe cay cúm đấy. Tao đợi mày nãy giờ rồi. Làm gì mà lâu vậy? Vâng, y chang như cái ông cờ trong team mình luôn, lút đầu lâu dã man. Đấy, bây giờ toang cả ba bạn luôn nhé. Mình farm mình lút đầu này. Chẳng biết ông còn lại đi đâu. Lút đầu trước đã. Ồ, bạn này giàu này, mình thấy gọi là có ba lô ba là có một chút gì đó cũng vui vui rồi. Nhớ cái team trường học đi rồi hay sao ấy mọi người? À đây đây đây. Thì ra là qua bên chung cư cao nhất. Đây, mấy ông này vẫn đang còn đứng chỗ này được. Vẫn đang thủ à. Cày danh đúng không? Nhưng mà bạn đen lắm, mình đã phát hiện ra được bạn rồi nhá. Đây rồi. Mình có lên nóc nhà này luôn. Ông này đang đứng trên nóc nhà anh em ạ. Để mình up bomb trước này. Bọn này nó đang kê ấy, mình phải up bomb chỗ đoạn này mình mới đẩy được nhá. Đây, ăn bom đi bạn. Ồ, không nóc kìa. Ôi. Ôi. Được phết nhờ. Thanh niên này chạy bom né cũng hay phết đấy. Mà vẫn chết dưới tay súng của mình thôi. À, đây. Thế là cái tên M24 vẫn đang bên trường học kìa. Ôi, tưởng mấy ông đội này trốn đâu rồi. Nãy mình đi qua check một lượt, không thấy bắn mình, bây giờ mới bắn à? Bây giờ mới khều à? Đâu rồi, M24 đâu? Đùa chứ bắn mình viên xong thôi là thế nào? Biết vậy mình từ từ mình gạt ông này nhờ, cho ông kia chạy qua cứu. Đồng đội bị gạt bên này mà vẫn đứng bên đấy là thủ được. Đồng đội như này là không được rồi. Cái bạn mà vừa bị gạt này xem xét lại nhá. Đồng đội như này phải nên bỏ đi. Tìm một người đồng đội nào mà thấy ông đội nốc phát bị gạt phát là kiểu mắt rồi hai hình viên đạn ấy. Xong rồi chó đen lên. Chạy qua gọi là trả thù luôn. Thế mới là đồng đội của năm. Chân chất này ngay dưới này. Hình như con bot hay sao ấy mọi người. Mình nghĩ là con bot. Đúng không? Chạy đâu ấy nhở? Đâu rồi? À, đúng con boss rồi anh em ạ. Đùa tính chất này ảo thế. Khiếp. Boss này chạy nhanh thật sự ấy.
Kiểu con bot này nó được lập trình di chuyển sẵn ấy, đâm là nó đi rất là nhanh luôn nhá. Nó không như người mình đi đâu, mình thì hay đi kiểu đi ngang đi dọc, nhưng mà nó là đi một đường một phát lên chỗ hòm là nó lút luôn ấy. Rồi bây giờ mình sẽ lấy xe mình công qua trường học nhá. Đợi tên kia nãy giờ nó không thèm ngó ra để đấu ốp với mình. Thế cho nên là mình bắt buộc mình công lên. Đằng kia có Thính nữa kìa, xử lý nhanh team này, mình qua bên chỗ Thính luôn. Vừa phải là trưởng lại boss này. Đây, mình gạt con boss này, mình lấy kill. Ủa, boss bắn đau thế bạn ơi. Ủa, boss hai người đấy. Ui, Việt Nam à. Ui, vãi cả trường. Ủa, sao ông này nhìn như boss thế nhở. Mình bảo sao boss mà bắn đau vậy. Trời ơi, tạ, ơi là tạ. Tạ bắn như này là mất hết rồi tạ ơi. Mẹ, quả đấy mình đi hơi ẩu đấy, cứ tưởng boss. Quả đấy gặp tên nào bắn cứng rồi, chắc là mình dụng xe rồi, mới thật. Ông này như là để nhầm single hay sao ấy. Mình thấy táp một hai viên đầu xong rồi mãi sau mình đi qua đây mới bắt đầu sấy mình. Khả năng là để nhầm single thật. Rồi, mình đổi con xe phát này. Trời ơi, bây giờ mà Red Zone nổ phát vào đầu thì đúng thì nghỉ game mất. Đấy, đi lại chỗ hòm Thính nhé mọi người. Red Zone ơi, hãy bôn tha cho em anh ơi. Hôm qua hay là sáng này nhở, mình đã có một game đang hay của mình bị Red Zone nổ ngay giữa đầu ấy, mất luôn một clip của mình, cay thật sự. Nói chung là nhiều rồi, trước giờ mình bị kiểu Red Zone nổ chết như vậy nhiều rồi. Ồ, người này mọi người ơi, vậy là đã có một tin lại Thính rồi. DB. Hai tên. Đây, mình dừng lại mình bắt luôn. Đẩy à? Đẩy gì đấy bạn ơi? Đẩy như này mất hết. Này thì đẩy này. Heo đẩy như này là mất hết rồi heo ạ. Còn một ông nữa cầm DB thì phải. Úp bom kìa. May mà mình chạy kịp nhá. Đâu? Còn tên đã đâu rồi? Ủa, đúng lúc nào nó sấy mình hay ấy nhở? À, tỉnh mắt thế, à bọn này nhìn tinh thế nhở? Thôi, này chịu rồi, mình mở góc khác đi. Góc này mình không thể nhìn được. Mình mở qua chỗ góc bên này thì mình thấy được bọn này. Ồ, vẫn đang còn hai tên. Tên AK nữa kìa. Đây. Bạn sấy mình đúng không? Này thì nằm nè. Còn tên AK đằng xa nữa kìa. Tên này phải cho một viên ốp vào đầu mới được. Này ngó này. Ngó này. Ui trúng người. Này núp nhanh đấy. Từ từ nha, để mình có bandit. Vậy là khả năng là team này còn một thôi anh em ơi. Cái ông nốc chỗ gốc cây này thì ai cứu được bạn đây. Ông kia mặc dù là đồng đội nốc nhưng mà vẫn chưa có động thái gì. Lại sấy kìa. Sấy cũng càng đét phết nhờ. Nào, ngó đi. Yếu chưa? Để mình ốp bom này mình đẩy luôn nhá. Không phải ốp được thì mình sẽ cầm Groza mình công luôn. Uầy, bắn được phết nhờ. Bắn bay ở giáp mình thôi. Có mỗi cái giáp 3 mới thôi. Để xem coi, chắc là mấy ông này cũng có giáp 3 ấy. À, vừa ăn Thính xong. Ôi, ông này cũng mất giáp rồi này mọi người. Bắn mình mất giáp, mình cũng bắn mất giáp lại này. Trời ơi, bây giờ chả có giáp hay lốt đồ, nó bị hạn chế lại một chút rồi. Ủa, sao nhìn giống boss thế nhở? Hình như là con boss thật anh em ạ. Trên đồi rô dốc này mọi người. Đây, mình dừng đây, mình vẩy quả ốc phát này. Đâu rồi. Ồ, có ốc luôn à. Ở team này đang bắn ai nhở? À đây. Ồ, nóc kìa, nóc Trung Quốc kìa. Đây rồi, không vào đầu à. Nhưng mà vẫn nóc. Rồi, phơm được rồi, hay thế nhở. Ui, còn hai tên. Kìa kìa, đang. Nào, bay đầu chưa bạn ơi, rồi rớt luôn, đúng rớt. Phơm luôn này, uầy mạnh thật sự, cứ bắn một viên vào người là gạt luôn. Còn tên này nữa, sờ mốc làm gì bạn ơi. Vậy là team này còn một thôi sao ấy mọi người, mình đẩy nhá.
Thấy team này đang còn ngó về chỗ khu nhà bên bên rô dốc ấy. Ấy à, ấy à. Ông phải táp hướng gì vậy ta? Rồi bình tĩnh nha, bình tĩnh nào, để xem nào. Để mình bom lên này. Góc này khả năng là nằm ngay chỗ trước mặt mình. Góc này thì không thể công được. Góc này thì nó đều thấp như nhau. Ông nào công thì ông ấy sẽ thiệt thôi. Cái ông đứng dưới ông ấy kê ông ấy bắn được. Đây mình sẽ sờ bốc hết lên luôn. Bom ngay trước mặt không ăn thì khả năng là ông này nằm ngay sau gốc gốc cây xong ấy mọi người. Nên là mình sẽ tiếp cận lại gần một chút. Để nghe xem nào. Ủa không nghe thấy gì luôn này. Ông này núp chỗ nào hay vậy ta? Thế ông này chơi thủ quá, mình không dám công ấy mọi người. Dễ bị toang lắm. À, giả vờ chạy rồi mà vẫn không công luôn. Đây này thủ chắc hết đấy. Để mình lượn lượn nhá, xem như nào. Ôi. Xuống ngay dưới hòn đá này á, hay là tên 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 thứ tư đây. Ui đang lên đạn. Tên này. Để xem nhá. Này thì ngó này, ôi giời ơi ông nội này ông xuống dưới đây rồi. Nhanh thật ý, không biết là xuống đường nào mà nhanh thật. Mình cứ nghĩ là đang nằm đâu đó trên đấy cơ. Rồi, để xem có giáp không. Ui, lag thế. Đồ ơi. Ông này có giáp 2 thôi mọi người ơi. Rồi, để mình lên trên mấy cái hòm xác. Mình thấy ông này có ốp nữa này. Khả năng là cái ông cầm ốp này có giáp 3. MK. Này, nãy vừa thấy nhìn bắn về cái team ngay dưới đấy mọi người, nhưng mà không biết là team ngay dưới đâu ấy, nãy vừa nấp một mà. Hình như team này chơi gạt được. Trời ơi, mà này bay hết giáp rồi. Đây, đứng ấy mình đợi một lúc xem như nào nào. Hay là cái team này là chạy rồi ta. Bị team này bắn xong rồi chạy luôn rồi hay sao ấy mọi người. Thế thôi, mình té luôn thôi. Rồi, còn 9 ông nữa. Ô, cái gì đây? Ui. Ủa, đâu ra cái tên DB này vậy? Hay là cái team kia nó công lên ta? Từ từ. Mình nghĩ chắc là cái team kia công lên thật đấy. Cái team mà vừa bắn. Đây rồi, lên xe chạy này, chạy bộ này. Nhảy này, sấy luôn. Sấy xe luôn anh em ạ. Không cho chạy luôn. Rồi, xe gần nổ rồi. Chạy kìa, ui hai tên chạy kìa. Ui rồi xa quá. Để mình vào bên school mình bắt được này. Này thì sấy à. Đây này, đây rồi, bạn chạy đi đâu? Nằm á. Bạn nằm, ui hết đạn. Rồi, tát được chưa? Này thì chạy này. Ui nó bom, nó bom. Có tên này nữa. Đây đúng không? Ui. Ui từ 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 từ. Bị vướng. Đẩy luôn này mọi người. Ra đây bạn ơi. Ôi hồi sở kêu nằm với chúng tôi à. Đây rồi đúng cái tên Trung Quốc này rồi. Không bắn không sao, bắn một cái chết cả hai thấy chưa. À đây, đây, biết ngay là khu nhà này có mà. Khu nhà này ngay giữa bờ thì không thoát vào đâu được. Mình thấy một tên vừa chạy ra. Không biết là bốn tên còn lại phải một team không. Để xem như thế nào. Mình lấy con UAS này mình lấy góc khác đi. Đứng đây lỡ đâu lại còn một hai tên lẻ sau lưng nó móc mình thì sao. Ai à? À trên nóc nhà mọi người ơi. Đây rồi. Ui không headshot. Nào đâu tên nào. Đấu sần nếp. Ngó ra đấu luôn. Ô té 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 té. Một tên đã không gần rồi anh em ạ. Kinh nhập ở đây chơi luôn. Ui vậy là team 14 hay sao ấy mọi người ơi. Ui vãi cằn bài 49. Anh ơi từ ngay ơi bảy các bạn. Ui này thì đấy đấy yếu chưa. Ô ô ô ô ô ô tên kia tên nào đây, tên lẻ này. Ui vãi cả tên lẻ thật. Rồi vậy là khả năng là còn hai tên còn lại trong nhà rồi. Đúng rồi có hai tên súng luôn mà. Rồi nhá, để xem cái ông khỉ đột này ai ai cũng có thể cứu bạn đây. Đó này, trời ơi cao thế.
Quả đấy vẩy hơi cao so với lại quy định. Đây này. Cái này cầm ca đấy. Đấy. Cứ từ đã, máu mình vẫn chưa full anh em ơi. Đợi khi nào mà máu full thì mình mới bắn cẩn thận để được. Còn máu chưa full thì chúng ta phải bắn nhanh, không là bay đầu ấy. Này ngó này. Ôi không trúng kìa. À tên này. Bây giờ 7 người rồi. Thấy mình lag rồi nó cố tình nó bắn vào người mình luôn. Rồi vậy là tên kia đã final kill, không ai cứu được. Còn 1v2 nhá. Bọn này trong bo, mình đang vẫn đang ngoài bo à? Rồi nốc này. Trời ơi còn này thì, này thì nhấp nhà với chúng tôi này. Nhớ nhớ như nhớ này. Đẩy luôn anh em ơi, cơ hội đây rồi. Đã nốc là phải đẩy luôn. Mình đang ngoài bo mà. Vậy là tên kia khả năng là đã lên cứu cái ông trên nóc đấy mọi người. Ồ. Ui nó vừa cứu xong hay sao ấy. Thôi đúng rồi. Từ 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 từ. Có tên tầng hai nhà này với tên tầng hai nhà kia. Để mình có bom nhá. Vãi cả trường. Bom bóp thế nhở. Đây này. Thanh niên tầng 2 này. Ui. Nhà này thì cũng hơi 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 nhiều phòng. Đâm ra là quăng nóc được ông này cũng khó phết đấy mọi người. Đây mình sẽ quăng ngay giữa luôn. Ô nhảy ra này. Nhảy đi đâu bạn ơi. Rồi vậy là còn ông cuối bên kia thôi. Vâng. Chia nhau ra. Canh nhà này. Đi cùng nhau không sao. Úi rồi sờ mốc kìa. Này thì sờ mốc này. Không top 1 à. Vậy là ông này đã núp phòng khác rồi. À sấy AK. Đây có bom này top 1 này anh em. Top 1 ở đây chứ đâu. Ui, vẫn không top 1 à. Ông này núp chỗ nào nhỉ? À đây, phòng này, phòng này, phòng này, phòng này anh em ạ. À, từ từ bình tĩnh, bình tĩnh. Ồ, ui rồi. Kinh đấy. Ơ, đâu ấy, ôi. Ui, vãi cả nồi ạ, nó di chuyển hay thế. Trời ơi, tí nữa mất top 1. May quá anh em mày. Vâng, may mà trận này cũng lấy được cái top 1 20 kill. Nè, mình tưởng nó chạy thẳng vào phòng, ai ngờ nó lại leo cầu thang, nó leo ngược ra sau lưng mình. Di chuyển lại IQ nhưng mà cầm cận chiến thì lại thua mình rồi. Thì ok nhá, rất cảm ơn anh em đã dành thời gian theo dõi clip nha, bye bye mọi người.